Hi, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Bệnh viên Tào Lao, Chào Bị Đao, Trần Hoàng, Đại Lâm Balotelli và Đại Lâm Chuyện Bên Lề. Hiện tại Đại Lâm đang có mặt tại nhà thờ Lam Sơn, Lam Sơn Bà Rịa Vũng Tàu. Còn đây là đội Hoa Mơ tập vật thể dục dưỡng sinh, bốc dục chọi ném tùm lum nha các bạn. Đội Hoa Mơ tập thể dục dưỡng sinh. Đi trước mặt ông Kính Lâm là tem của Nhâm Kính Lê Hưng. Đấy, còn bên kia là tem của chú Hảo Buôn Tàu. Chủ công là chú Hảo Buôn Tàu. Còn bên đây là chủ công Nhâm Kính Lê Hưng. Quá ghê. Quá ghê. Cú ra tay của chú Hảo Buôn Tàu quá ghê. Đây là đội Hoa Mơ. Hàng ngày, ngày nào cũng như ngày nấy nha các bạn. Còn đây là quốc lộ 51 nha, quốc lộ 51. Hướng này là đi Vũng Tàu, hướng này là đi Vũng Tàu nha các bạn, Vũng Tàu nha. Còn này hướng này là về Sài Gòn nha, Sài Gòn. Tỷ số đó là 2-0. Chủ công Nhâm Kính Lê Hưng đang có điện thoại. Rồi tiếp tục 2-0, 3-0. Bạn hãy chờ xem. Quá ghê. Bốn không. Đây là những trận đấu có thể nói là sinh tử sống còn. Quá ghê. Có thể nói những cú bỏ nhỏ quá đẳng cấp của đội Hoa Mơ. 1-4 mùi bùn. Quá ghê cho Nhâm Kính Lê Hưng. Chú Hảo Buôn Tàu. Quá hay. Quá ghê. Một cú ăn gấp của Thành. Bipun. Đây, ở ngoài là hướng xe tải vừa chạy lên lời về Sài Gòn nha các bạn. Bipun. Bóng tốt, một pha cổ tay của chú Hảo Buôn Tàu quá ghê. Chú Hảo Buôn Tàu U59 rồi nha các bạn. Gần 60 rồi. Năm ba. Lại là cú quăng quá hay. Lại là cú chưởng của chú Hà Đào. Nhâm Kính Lê Hưng quá ghê. Quá hay. Ngoài. Các cầu thủ đẳng cấp phổi, hãy xem các cầu thủ Hoa Mơ và Rịa Vũng Tàu như thế nào. Rất ghê. Bảy hai. Rambi Bi. Quá ghê. Quá ngon. Chú Hảo Buôn Tàu lại là cô tai quá ghê. 8-2 đổi sân. Đây là chủ công chú Hảo Buôn Tàu quá ghê. Còn đây là Quách Thành Danh. Quách Thành Danh cao 1m60. 57. Cao 1m57. Quá ghê. Ôm chọi dục ghê gớm. Quách Thành Danh. Còn đây là phía bên ngoài là các cầu thủ của Hoa Mơ đang ẩn nấp ở ngoài đây. Phát bóng lại 8-2. Tám hai.
bốn tốt. Bên kia chủ công ở giữa cũng cao khoảng 1m57, rất ghê. Lại là gõ cổ tay của chú Hảo, tào quá ghê. 93. Đây là Quách Thành Danh, cú phát bóng Quách Thành Danh quá ghê. Cú ôm bóng của Nhâm Kính Lê Hưng. Phản công cho chú Hảo Vũng Tàu, lại làm pha ném bóng. Đấy, cái đội này nâng đều bóng rổ. Bóng ra ngoài. 13. Đây. Quốc lộ 51. Đây là nhà thờ Lam Sơn. Đây các bạn thấy xung quanh là nhà thờ Lam Sơn nha. Nhà thờ Lam Sơn. 13. Lại là một pha tự sát tại Lâm Đắc. 11-3. Mỗi một đầu người là 10.000, 10.000 nha các bạn. Mỗi một đầu người là 10.000 nha. Quá khó. Thật sự cú phát bóng của Quách Thành Danh quá khó. Còn đây, các bạn hãy chờ xem cú phát bảo của chú Hảo Vũng Tàu. Đây là chú Hảo Vũng Tàu cú phát bảo như thế nào đây? Mất cho bạn. Quá ghê. Lại là cổ tay quá ghê. Bốn mười hai, trận đấu quá căng. 42, quá ghê, phạt bóng quá khó chịu. Đây là nhà thờ Lam Sơn các bạn, nhà thờ Lam Sơn nằm chỗ đây nha. Nhà thờ Lam Sơn có sân bóng đá mini luôn nha, bóng chèn hàng ngày, 7:15 sáng hàng ngày. 52. Lại là cú gõ cổ tay của chú Hảo Vũng Tàu. Quá hay. Tiếp tục phản công. Quá ghê. 13-5. Các bạn hãy chờ xem chú Hảo Vũng Tàu sẽ phát bảo như thế nào đây. Cú phát bảo sẽ đi vào lòng đất. Quá ghê. Bóng ra ngoài. 14 năm. Cách biệt quá an toàn. Đây. U59-60 rồi mà phát bảo quá ghê nè các bạn. Nhìn nè. Đây. Mất bánh. Mất bánh. Kết thúc chương trình. Đây chỉ cần đến đây hết. 16 tới nha các bạn. 15 năm. Đây cú phát bóng 100 km/h. Đây tiếp tục. Mất cho bàn. Đây mất cho bàn. Quá ghê. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là xin chúc mừng team của chú Hảo Vũng Tàu và Quách Thành Danh. Quá ghê. Có thể nói là team quá mạnh. Tỷ số 16 năm quá mạnh. Đây toàn bộ đội anh em của Qua Mơ. Buổi sáng hàng ngày Qua Mơ. Rồi Hoa Mơ thôi, cái tên rất thân thương, rất dễ thương. Đây phần thưởng là một cô gái đẹp. Một cô gái đẹp và 10 bịch đá mía. Cam mía. Đây, rồi, chúc cho tất cả mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Thể dục thể thao lành mạnh thôi. Nhà thờ Lam Sơn, Bà Rịa Vũng Tàu.
buổi sáng hàng ngày. Rồi, ok, hết phim.